Em không ngờ cái xã Tân Phước nó lại lớn đến cả này luôn á. Rồi bà con đi lấy nước nè, đi lấy từng canh nước anh chị thấy chưa? Hướng nước xin nước. Đi hứng từng giọt nước nè. Đó, cực khổ chưa? Em đang ở vị trí này nè. Dòng nhỏ Lai Cai. Này là tới chạy thẳng đường này nè, anh chị chạy tới cặp mé sông luôn nè. Chạy thẳng tới đường này. Đó, rồi ra tới cặp mé sông luôn nè, rồi xong mình tới cái địa bàn của nửa bên sông á, là địa bàn của Tiền Giang nè. Nửa bên sông á, là thành phố Hồ Chí Minh. Mình bước qua bên đây á, bước qua sông á, là qua bên Ủy ban xã Lý Nhơn nè nha. Coi như là Tiền Giang phân nửa sông, còn thành phố Hồ Chí Minh là phân nửa sông. Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại đường huyện nha, đường huyện 99. Đó, thì bữa nay mình sẽ chạy vô trong cái đường nông thôn. Đường này đường ấp Gò Sòi, xã Tân Trung. Cái này là thuộc xã Tân Trung. Đường này là đường huyện nha. Bữa nay mình sẽ đi vào đây mình tham quan con đường nông thôn giữa xã Tân Trung và xã Tân Tây. Xã Tân Trung thì hiện nay thuộc về thành phố Gò Công. Còn xã Tân Tây thì thuộc địa bàn của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì ở dưới vùng quê này á, cái cầu này kêu bằng cầu Gò Xoài nha anh chị và cô chú. Ở dưới vùng quê, ở dưới khu vực đây á, tới ba cái Gò Công luôn nha. Một cái thị xã Gò Công nè, một cái huyện Gò Công Đông và một cái huyện Gò Công Tây. Tới ba cái Gò Công lận, ba cái nó giáp, nó dính liền với nhau á. Rồi ở đây có mấy ông chú câu cá nè. Đang nhấp cá. Nước cạn quá. Cạn quá cá bây giờ cũng giảm bớt rồi. Đi câu nó cũng nhát ăn rồi anh chị và cô chú. Cái hướng này thì anh chị chạy xuống xã Gia Thuận. Đây là đường huyện mấy đây? Đường huyện 01 ha. Đây đường huyện 01 anh chị. Đây có rất là nhiều đường nông thôn để chạy nè. Đúng là mình đi nhiều mình mới biết cái đường xá ở khu vực đây còn rất là nhiều chỗ mình cũng chưa có tham quan hết được. Còn rất là nhiều cảnh đẹp để mình đi mình tham quan. Em chỉ mới có tham quan một vùng nho nhỏ ở nước Việt Nam của mình thôi. Chẳng hạn như Gò Công Đông, Gò Công Tây nè, chợ gạo nè. Em đi tham quan ba cái vùng đó, ba cái huyện đó thôi mà đi rất là nhiều rồi nhưng mà còn chưa hết đường luôn á. Mỗi con đường em đi á đều em đều có ghi lại ghi hình những cái video đó lại. Đó, coi như là một cái kỷ niệm của mình. Sau này á mình có lớn tuổi rồi, mình già đâu. Mình cũng có thể cho con cháu của mình coi. Hoặc là mình lớn tuổi đó mình ngồi mình coi lại những cái kỷ niệm của mình còn nhỏ mình đi tham quan đường xá vậy đó. Mình xem lại thì cũng rất là ý nghĩa. Những cái khoảnh khắc nó đã đi qua rồi, thật ra nó cũng khó khó tìm lại được lắm.
nên mình lưu giữ lại những cái kỷ niệm cũng rất là ý nghĩa. Thì em lập cái kênh này á chủ yếu á, là để chia sẻ đến cho mọi người, để cho mọi người cùng biết ở khu vực Gò Công đường xá như thế nào. Thứ hai á là để lưu giữ lại những kỷ niệm sau này mình nhìn mình coi. Còn thứ ba á, là mình thích khám phá đường đi đó, mình cũng có nhiều nhiều cái mục đích ở trong trỏng, nên mình mới quyết tâm mình mới chạy mình đi như thế này. Chú không chở cái bảng sao không để ngang ngược trở lại mà để kiểu đó chạy rất là khó khăn. Đường xe 2 tấn nè, đường ao ấp 6. Kêu bằng đường ao ấp 6. À, xuống đây ấp 6 này là thuộc xã Tân Tây rồi đó nha. Trời ơi, chó chạy lên cái hồng tưởng nó rượt thôi. Em thì em thích chó lắm, em thương chó dữ lắm, xong em chó nó gặp em sửa không à. Ở đây xã Tân Phước nè, huyện Gò Công Đông. Ở đây chạy xuống xã Tân Phước hả ta, chứ không phải Tân Tây à, thuộc chị ấp Tân Phước rồi. Đường xá dưới đây hư hết rồi, xe lớn mấy xe tải chạy nhiều quá. Ở đây là cấm vứt rác, nông dân chung tay bảo vệ môi trường nông thôn. Đường xe tấn rưỡi là đường tổ ba ấp 6. Chạy đây thử coi, đường thấy mới làm đẹp đẽ quá nè. Có một hướng chạy thẳng, một hướng quẹo đây. Hướng quẹo đây thì đường lớn hơn, mình sẽ quẹo qua đây. Ở dưới quê bây giờ đường xá hai bên làm đẹp chưa anh chị? Đường xá quá trời đẹp luôn, bởi vậy em thích cảnh dưới quê nó vậy á, nó mộc mạc, nó đơn sơ nhưng mà lại nó rất là đẹp. Đường ở trên Sài Gòn á, tuy rằng nhà cửa nó mắc thiệt nhưng mà không có, nó không có đẹp bằng vùng quê đâu. Vùng quê yên tĩnh mà thanh bình á, con người người ta ít, lại không có tiếng ồn ào, mình sống rất là ý nghĩa luôn á. Đây có đường đi đâu nữa ta, nó đi vô nhà người ta khóa lại luôn rồi, khóa đường luôn. Ở dưới đây nhiều đường đẹp quá trời đẹp luôn. Đường mới mới, đường là bự bự đẹp à. Khu vực này anh chị đừng thấy vậy mà khi dễ nha, khu vực đây sau này phát triển mạnh lắm đó. Ở đây khu công nghiệp ở huyện Tân Phước nè, huyện mà cái huyện này, cái khu vực này nó giáp ranh với Cần Giờ nữa. Anh chị bước qua bên sông cái là tới thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thời gian gần đây thì chuẩn bị mở cái phà từ bên huyện Gò Công Đông nè, đi qua bên bản, đi qua bên Cần Giờ luôn á, cái phà lớn lắm á. Khu vực đây hiện tại là đang trong quá trình phát triển rất là mạnh luôn. À, này ra tới đường tỉnh lộ rồi nè,
ra tới đường tỉnh lộ hồi nãy nè. Thôi bây giờ để em quanh lại đi, quanh lại đường khác đi nha. Ra tới đường tỉnh lộ 871 nãy mình quẹo vô đó. Đây, đường xá nông thôn mà mở lớn bự bự không. Bây giờ mình chắc mình phải đi ra con đường hồi nãy, đi ra đường nhựa hồi nãy mình chạy thẳng xuống dưới kia. Về hết đường đó đi tới đâu? Xuống tới xã Tân Phước quá. Trong kia có cái chùa, cái đình gì vậy? Ở đây bà con sống yên bình, ban ngày thì đi làm hết nè, đóng cửa. Buổi tối thì đi về nhà ngủ nghê, còn ai muốn uống nước trà thì uống, còn ai muốn nhậu nhẹt thì uống, nói vậy thôi, qua ngày vậy đó, sống tình nghĩa, cũng không có giống giống như trên thành phố đâu. Trên phố có nhiều khi ở sát vách bên nhau sống cũng không thuận hòa với nhau nữa. Còn dưới quê cho dù có xa xôi cỡ nào, biết mình có gặp nạn cái là bà con người ta sẵn sàng, người ta tới người ta giúp đỡ hết mình. Bởi vậy người dưới quê sống tình nghĩa lắm. Mình sẽ quẹo xuống đây nha, tiếp tục đi theo con đường này đi. Vùng này thì bà con chủ yếu đi làm công ty, tại vì khúc ở dưới khu công nghiệp phía đông nè, có công ty rất là lớn luôn. Bà con ở đây thì cũng không có thất nghiệp đâu. Người ta muốn làm vườn thì người ta làm vườn, còn không người ta đi làm công ty thôi. Ở đây nhà biệt thự bự bự không đẹp nè, nhà giàu cũng nhiều lắm á. Quán nước, quán cà phê á, cà phê trong xóm. Đây tới ngã ba nè, đường này đi đâu không biết. Đường xe 3 tấn rưỡi, chiều dài là đâu coi, chiều dài 950 m, chiều rộng 5 m rưỡi, chỉ giới xây dựng là 15 m, tiêm đường mỗi bên 7 m rưỡi. Đường này có 900 m, chưa tới cây số nữa. Thôi mình chạy đường này đi.
Đây mấy cây mít nè, ta không rào lại luôn, chín người ta hái chậm hết. Đường xá ở đây xấu quá trời xấu luôn á, hư hết rồi. Bà con đang lấy nước, lấy có những cây nước đó, nó nằm ở ngoài mặt tiền á, nước nó chảy mạnh hơn, còn những cái trong len lỏi trong cái vùng sâu á thì nước nó không có vô tới được, tại ở ngoài nó còn yếu mà làm sao mà chạy vô tới được. Cũng như những cái ống nước ở ngoài mé đường nè, ống nước lớn rồi đi vô trong vùng sâu á, thì người ta kéo những ống nước nhỏ. Ống nước nhỏ thì nó không có đủ cung cấp nước cho nhiều người á, nên nó không có chảy vô tới nổi, nên bắt buộc người ta phải ra cái đường tránh đường lớn á. Ngoài đường tránh đường lớn á, thì ống nước bự nên lấy nước thì cũng dễ hơn. Ở đây có nhà trọ nè, nhà trọ cho thuê tháng luôn á, chắc ở đây gần khu công nghiệp rồi. Ở đây hình như ra tới chợ hay gì ta, hình như ra chợ đông đúc rồi. Bán đất nè, khu vực đi chợ nè anh chị. Đường xá đông đúc quá trời luôn nè. Trời ơi, ấp Tân Phước nè, em không ngờ mà cái vùng sâu ấp Tân Phước này lại đông nhà cửa thế này luôn á. Phải đông làm như trên trên thị xã Gò Công, trên thành phố Gò Công, khu đô thị này đông dữ á. Hẻm đồ cũng rất là nhiều. Đảng ủy xã Tân Phước. Ở đây là chợ Tân Phước quá. Không thấy tên. Tiệm vàng nữa nè. Em nói thiệt luôn á anh chị, em không ngờ cái xã Tân Phước nó lại lớn tới cả này luôn á. Rồi bà con đi lấy nước nè, đi lấy từng canh nước anh chị thấy chưa. Để hướng nước, xin nước. Đi hứng từng giọt nước nè. Đó, cực khổ chưa. Bà con đi hứng nước, xin nước dài đường luôn. Ở bên đây cũng vậy, mùa này mùa thiếu nước của xã Tân Phước mà bên đây cũng người ta đang vận chuyển đi. Bên đây thì người ta múc xong rồi, người ta chuẩn bị vận chuyển về người ta xài.
xài nước cũng không được xài nhiều nhín nhín nữa. Đi cái đó là đi mua đó chứ không phải là đi xin có đâu. Đi lên mua người ta đó một can nhiêu tiền đó rồi ấy xong rồi trả tiền cho người ta. Đây nguyên một bồn xe nước luôn để đi đổi nước. Mùa này mấy người kinh doanh nước cũng có tiền nữa, bán lấy vốn có lời. Ở đây là cũng đang hứng nước nữa nè, hứng nước ra hứng. Đây công ty gì cũng lớn quá ha, ngay công ty luôn. Làm gì qua trước nè, sửa chữa điện hay sao? Đây bán gạo, thức ăn, vịt xiêm con nữa. Đây là ấp Văn Hóa, ấp 4, đường Xóm Lăng. Bà con đang chở từ thùng đi về nhà xài đó, chẳng lần được 3 can. Đây múc nước nữa, hứng từng canh nước, thấy bà con tội quá, nước nôi đồ kiếm khó khăn. Ở đây bãi tập kết rác hay gì, tới đây đổ hay gì ta, đổ rồi xong đốt luôn hay gì á. Trời hôi quá hôi. Nghe chỗ bãi tập kết rác đó hôi quá. Ông anh đó ông xuống rác rồi xong ông đốt cái gì ta. Đây người ta bán nè, bán không ai coi luôn. Thì để nếu mà có người mua vô kêu. Coi bộ con tới khu vực này á, là buôn bán hết được rồi, coi bộ vắng lại rồi.
Tới cầu phía trước là cái cầu gì để em chạy lên coi thử. Không biết cái là cái đường này là đi tới đâu luôn á. Chắc em phải lấy cái điện thoại lên bấm Google coi đi tới đâu mới được. Đường nó dài quá trời dài luôn á. Cầu Xóm Rồng nha, cầu này Xóm Rồng. Bây giờ ở khu vực đây phát triển quá trời phát triển luôn. Để em định vị một cái coi. Coi đường này đi tới đâu. Em đang ở vị trí này nè. Trong nhỏ là cây. Này là tới chạy thẳng đường này nè, anh chị chạy tới cặp mé sông luôn nè. Không phải cặp mé. Tới hết con đường này nè. Chạy thẳng đường này đúng không? Chạy thẳng tới đường này. Đó, rồi ra tới cặp mé sông luôn nè, rồi xong mình tới cái địa bàn của nửa bên sông á, là địa bàn của Tiền Giang nè. Nửa bên sông á, là thành phố Hồ Chí Minh. Mình bước qua bên đây á, bước qua sông á, là qua bên Ủy ban xã Lý Nhơn nè nha. Coi như là Tiền Giang phân nửa sông, còn thành phố Hồ Chí Minh là phân nửa sông. Qua bên đây là khu khu du lịch Dàm Xác nè. Ở đây thì mình chạy thẳng là ra tới bến đò luôn nè. Đi để mình chạy thẳng hết đường này coi. Bên đây Long An, coi như là mình nghiêng qua bên đây, mà xéo qua bên đây chút xíu là tới qua Long An rồi. Mình để em đi hết đường này coi. Từ từ đó giờ chưa có đi xuống tới đây lần nào á. Mình phải đi một lần mới được chứ, để mình lớn tuổi rồi mình còn không biết đường đi nữa. Phải đi mới được, bữa nay là phải đi cho biết đường mới được. Coi như là hết cái hướng này nè, anh chị chạy một đổi nữa. Đó là ra tới mé sông, anh chị qua bên Cần Giờ luôn. Bên đây. Còn anh chị đi xéo qua bên đây á, là qua bên Long An. Ở đây là cái mũi cuối cùng của mé sông Cần Giờ và Tiền Giang. Khu vực này á, sau này tương lai tiềm năng cao lắm. Tại vì từ ở bên Cần Giờ á, đi qua đây là chỉ có một con sông thôi. Rồi giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh rồi. Ở đây đang đào đường nè, móc đường lên để làm một cống, là người ta sẽ nâng cấp đường lên cho bà con đi cho nó thuận tiện. Đó, đang làm một cống nữa nè. Trường tiểu học Tân Phước. Xã Tân Phước này sau này là tiềm năng cao lắm á anh chị. Cách thành phố Hồ Chí Minh một con sông. Bây giờ mình chợ ấp 2 xã Tân Phước. Mình đi thẳng hay sao đây, để coi Google định vị coi. Đi thẳng hướng nào? Đi thẳng luôn anh chị, đi thẳng đường này luôn. Thẳng đường này ra mới xong. Đường Xóm Xóm Ao.
Có đôi khi một người người ta ở trong cái huyện đó, nhưng mà người ta có nhiều khi người ta ở cả đời luôn, ở cả trăm năm luôn á, mà đi còn chưa hết cái huyện nữa đó. Em làm nói thiệt luôn á, em làm công việc của em đi thường xuyên luôn á, đường xá là em đi hàng ngày luôn, mà trong cái huyện em không biết đường hết luôn á. Bữa này là mình cố tình mình đi á, mình tìm hiểu đó, mình còn chưa biết hết đường luôn á anh chị. Còn huống chi một người mà suốt ngày ở nhà rồi xong đi làm rồi về, đi làm rồi về, làm sao biết hết đường. Như những cái đường này nè, những cái đường mới mẻ như thế này nè, em là lần đầu tiên em tới bước chân tới chỗ này luôn á. Mà trong khi đó cái huyện Gò Công Đông thì nhà mẹ ruột em ở huyện Gò Công Đông chứ đâu. Ở nhà em thì ở trên trung tâm của thành phố Gò Công, nhưng mà em thì em đi nhiều nên nhiều khi những con đường như thế này mình còn chưa biết hết được luôn. Có những con đường sát bên nhà em luôn mà em chưa đi vô, chưa biết lần nào luôn á. Mình phải tìm hiểu mình mới biết được. Vô cái vùng này là vùng hiu quạnh rồi. Ôi nhà cửa cất nè, đẹp quá trời đẹp ha. Ở đây khu này người ta có quy hoạch gì không mà người ta san lấp dữ người ta. Bên kia là biển Cần Giờ đó anh chị. Bên kia là, ở bên kia là biển rồi. Để em chạy cuối đường này luôn mới được. Bữa nay háo hức đi rồi, không có về được đâu. Chạy hết đường mới chịu về. Ở khu mấy khu rừng bên kia á, khu rừng ở bên đây á là tới con sông rồi, bước qua bên kia là tới Cần Giờ rồi đó. Để em lại em coi cái bảng cảnh báo này là cảnh báo cái gì đây. À, đây là cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, cẩn thận đuối nước. À, là phía trước mình là biển rồi nha. Phía trước của mình là biển rồi. Khu vực cặp mé này á, là em nghĩ là chắc quy hoạch hết rồi, nên nhà cửa người ta không có cất được ở đây. Còn không thì người ta đã cất nhà ở đây người ta ở rồi. Gần gần lân cận Cần Giờ rồi, chắc người ta cũng quy hoạch từ từ hết. Giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh nè. Đó, người ta san lấp mặt bằng hết rồi. Xe máy cày đổ san lấp đó, anh chị thấy chưa? Đó. Nguyên một khu vực rộng lớn luôn. Ở đây có hai căn nhà, một căn đây, một căn đây. Em chạy ra tới mé biển luôn thử coi. Cầu hai măng, cầu xe 3,5 tấn. Xe 3 tấn rưỡi được quyền lưu thông qua cầu này. Ở đây là con kênh nè. Khu vực trong đây chắc chắn là quy hoạch luôn á. Chắc chắn là quy hoạch làm khu công nghiệp hay làm gì á. Ở phía trước là qua Cần Giờ nha.
Ôi đây mát, mát khủng khiếp luôn, sát mấy sông á, gió thổi chạy kêu ầu ầu luôn. Đây có một căn nhà lẻ loi ở đây luôn, sống cô độc một mình luôn á. Đây là ra mấy biển nè, đất người ta dự trữ nè, dự trữ đất nè, quá trời luôn. Ở đây là mấy biển nè, sát biển có con đê hay gì nè, con sông. Đây có nhà của ai bỏ hoang luôn rồi. Ở bên kia là biển rồi nha, bên kia là biển qua Cần Giờ rồi. Đường này đường gì ta, đi đâu không biết nữa. Như đường này đi qua Long An hay gì nè, coi Google lại cái nữa coi. Ở hiện tại là mình đang đứng ở chỗ này nè, ở mình có thể đi chạy thẳng tới chút xíu nữa rồi mình bo theo mình quanh lại đường cũ, đường đường ven biển á. Đây đường ven biển nè, mình đang đứng ở vị trí này, mình có thể mình đi thẳng làng kia rồi mình quẹo về cái hướng này, quẹo về đây đi lại đường cũ. Còn cái hướng ngược lại mình, cái hướng ngược lại bên đây nè, mình đi là mình đi về tới đâu, mình đi về đền thờ ông Trương Định, cũng quanh lại đường cũ luôn, coi như đường nào cũng ra đường cũ hết. Mình chạy đường này ra khu nghiệp Gia Thịnh cũng được nè, vậy tẻ vô đường nhỏ. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video nha. Hẹn anh chị gặp lại những cái video tiếp theo.